bữa nay hai bà chị tôi qua chơi mang tiếng là hay làm video nấu ăn không lẽ hai bà qua cho hai bà ăn đồ ở ngoài thì mất quan điểm quá cho nên hôm nay mình sẽ lăn xả vô bếp làm món vịt nướng nói nhỏ cho mọi người nghe đừng có mét lại hai bà nha lần đầu tôi làm món này á tại vì cái nồi chiên không dầu nhà tôi nhỏ quá cho nên là phải cắt đôi con vịt ra sau đó là mình ướp tỏi nè gừng nè dầu mè dầu hào nè rồi tới xì dầu hay còn gọi là nước tương thêm một ít sữa đặc và mật ong nữa thật ra tôi không có biết liều lượng bao nhiêu đâu mấy bà muốn bỏ nhiều bỏ tới đâu tới tiệm tập quá ở sát đích mà tôi làm biến đi mua bịch bột nghệ cho nên là tôi lấy nghệ tươi tôi giả ra tôi làm nước vậy mà cũng ok la lắm nha và bây giờ mình sẽ hóa thân thành cô nhân viên massage để cho cái sốt nó thấm đều từ trong ra ngoài mày nấu tao lẹ đi chứ mày ngồi nãy giờ tao chóng mặt quá phải để hai tiếng cho nó thấm rồi mới nướng được chị bảy ơi chị bảy nôn quá à. ngồi nấu gần xong rồi mới nhớ ra là chưa đeo tập về mặc cái đồ này đeo tập về vô biến thái quá thôi nghĩ phẻ đi làm khùng làm điên suốt hai tiếng thì chị bảy dịch cũng đã được tại nguyện rồi cho chị bảy vô cái nồi chiên không dầu mở 160 độ trong vòng 20 phút nhưng mà canh được 10 phút thì lấy ra trở mặt rồi bỏ vô lại nha khi dịch đã chín đều rồi thì mình lấy ra quét một lớp mật ong lên cái phần da của nó để cho lát nữa cái lớp da nó giòn mà nó vàng sau đó bấm 180 độ trong vòng 5 phút oh my god luôn á bà quá dịu dàng nửa con còn lại làm y chang vậy là ra cái thành quả nè coi cái đùi nè núng na Nín mà cái lớp da bóng bẩy giòn gụm mà hai bà chị tôi canh giờ hay lắm nha vừa làm xong là tới liền gì đó ê mà hồi hộp quá à tưởng đi thi đầu bếp không đó má đó hai bà cười vậy là ngon đó nha chứ dở một cái là hai cái mặt sụi đơ yeah!